Hai thiếu niên thận trọng tiến đến gần một ngôi nhà cũ nát. Ngôi nhà trông giống như được xây dựng cách đây hàng trăm năm, và nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Tường đã nứt và cũ kỹ, mái nhà có lỗ thủng, một cột trang trí bị sập hoàn toàn. Mặc dù vậy, họ đã nghe tin đồn về ngôi nhà cũ nát này và nghe nói rằng vẫn còn nhiều tài sản có giá trị ở bên trong. Một trong hai thiếu niên bắt đầu đi lên cầu thang vào hiên nhà, nhưng bạn của cậu ta có vẻ miễn cưỡng đi theo. Cậu có chắc rằng không ai sống ở đây không? Chàng thiếu niên đi trước nói với bạn mình rằng cậu ta đã theo dõi nhà nhiều ngày và không thấy ai ra vào. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là một tia sáng rất mờ, có thể nhìn thấy giữa các vết nứt trên cửa sổ của ngôi nhà. Và thậm chí cậu ấy cũng không chắc liệu mình có thực sự nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào không. Nếu có ai trong đó, chắc chỉ là một vài người già điên khùng nào đó thôi, có thể dễ dàng đuổi họ đi và kiếm những thứ giá trị ở trong ngôi nhà. Bạn của cậu ấy vẫn không chắc chắn lắm, nhưng cậu thiếu niên kia tiếp tục lấy ra đồ nghề bẻ khóa. Cậu ta nói với bạn mình rằng hãy để ý khi cậu xử lý cái cửa. Tuy nhiên, cậu bạn không cần phải theo dõi lâu, vì ổ khóa gần như ngay lập tức mở ra với một tiếng cạch lớn. Cậu mở cửa một cách cẩn thận, nhưng nó vẫn kêu to. Qua vết nứt, cậu ấy không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nó trông rất tối. Vào thôi, cậu nói với bạn mình trong khi đi vào trong. Bạn của cậu có vẻ lo lắng khi nhìn thấy bạn mình biến mất trong ngôi nhà. Đột nhiên, có một tiếng va chạm lớn. Ôi không, bị tóm mất rồi, cậu ta nghĩ thầm khi nhìn xung quanh. Nhưng cậu không thấy cảnh sát hay một người qua đường tọc mạch nào. Thay vào đó, cậu nhìn thấy một con mèo đuổi theo một con chuột vào thùng rác và khiến nhiều thùng rác bị đổ. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn con mèo bước ra từ đống rác, gặm chặt con mồi. Cậu quay lại để đi theo bạn mình vào nhà, nhưng bị chặn lại khi cánh cửa đóng sập trước mặt. Cậu thử xoay nắm cửa, nhưng nó bị khóa. Cậu khẽ gõ cửa, không có phản hồi. Cậu ta gõ to hơn một chút, thì thầm: "Này, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nhưng vẫn không có phản hồi. Điều gì đang xảy ra? Bên trong, bạn cậu cũng đang nắm tay kéo cửa nhưng không có tác dụng gì. Cửa không nhúc nhích và khóa cũng không quay. Cậu ta cũng cố gắng gõ nhẹ vào cửa, nhưng không có dấu hiệu nào từ bên ngoài cho thấy có ai đó nghe thấy tiếng cậu ta. Cậu thiếu niên đã bị mắc kẹt. Cậu nhìn quanh căn phòng tối om. Cũng giống như bên ngoài, bên trong có vẻ như không được tu sửa trong hàng trăm năm. Bụi và mạng nhện ở khắp mọi nơi, giống như chưa ai đặt chân vào bên trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, trên một số bàn và kệ nhỏ xung quanh phòng được thắp sáng bằng nến. Không còn lựa chọn nào khác, cậu quyết định tiến vào sâu hơn trong nhà. Cậu đi vào căn phòng tiếp theo trong tình trạng tương tự như căn phòng đầu tiên. Bụi bặm và cũ kỹ, nhưng với một vài ngọn nến đặt xung quanh thì chỉ tỏa ra lượng ánh sáng vàng nhấp nháy yếu ớt. Không những có người sống ở đây mà họ còn mới thắp những ngọn nến này. Cậu ta lấy một con dao gấp từ trong túi ra và mở nó ra, đưa lưỡi dao đó trước mặt. Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy điều gì đó, một tiếng động như tiếng bước chân và có vẻ như nó phát ra từ trên lầu trong căn phòng ngay phía trên. Họ có thể sẽ xuống để tìm cậu. Cậu cần một nơi để trốn. Cậu nhìn thấy một chiếc ghế sofa ở gần góc và cố gắng cúi xuống phía sau nó càng sâu càng tốt. Khi cậu nắm chặt mép ghế sofa vào một tay, cậu ta đột nhiên thả con dao xuống sàn và dùng bàn tay còn lại của mình để bịt miệng để không hét lên. Cậu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt ghế sofa và thấy một chiếc kim khâu dài cắm sâu vào tay. Cái này bị nhét vào trong chiếc ghế sao? Cậu ta rút cây kim ra khỏi tay, nó gần như xuyên qua bàn tay của cậu. Cậu đưa vết thương đang rỉ máu lên miệng, cố gắng ngăn dòng máu chảy ra khi cậu chờ đợi bằng lắng nghe động tĩnh. Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Có ai đó đang đi dạo xung quanh, có vẻ như họ đang đi xuống cầu thang để tìm cậu. Dù sao, cậu ta cũng phải ra khỏi ngôi nhà này và phải có một lối thoát khác. Cậu ta nhặt con dao của mình và lặng lẽ di chuyển sang phòng bên cạnh. Một lần nữa, nó vẫn ở trong tình trạng như lần trước. Nhưng chờ đã, có cái gì ở trong góc? Có phải một người đang nằm ở đó không? Bên ngoài ngôi nhà, bạn của cậu đang nhìn vào thùng rác giống như lúc cậu ta nhìn thấy con mèo đang săn mồi. À, đúng là thứ cậu ta đang tìm kiếm, một cái móc treo đồ cũ. Cậu ta chạy trở lại ngôi nhà, tháo cái móc và luồn vào ổ khóa. Bên trong, cậu thiếu niên ngày càng tiến gần đến thứ trong góc. Ánh sáng rất mờ, đến từ những ngọn nến. Cậu ấy vẫn không thể biết nó là gì, nhưng cậu cảm giác thấy bị thôi thúc một cách kỳ lạ, nên phải tìm hiểu bằng được. Cậu cầm một trong những ngọn nến trên chiếc bàn gần đó. Ở bên ngoài, người bạn vẫn không thể mở được ổ khóa, nhưng cậu ấy phải tiếp tục cố gắng. Cậu không thể để bạn mình bị mắc kẹt bên trong được. Cậu ta đang đứng ngay phía bên phải, ở trong góc. Cậu quỳ xuống và đưa ngọn nến lại gần để xem nó là gì. và hét lên. Bạn anh bực bội ném cái móc đồ rồi ngồi xuống hiên nhà. Cậu ấy không thể hiểu lý do tại sao bạn của cậu có thể mở khóa dễ dàng, nhưng bây giờ nó lại không di chuyển. Có gì trong ổ khóa bị hư ư? Cậu không biết mình phải làm gì, có nên kêu cứu không? Cảnh sát sẽ đến bắt cả hai nếu cậu ta làm vậy. Vậy thì cậu nên đợi trong bao lâu? Có cảm giác như bạn của cậu đã bị mắc kẹt rất lâu rồi, và cậu không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì ở bên trong. Điều gì có thể xảy ra ở trong đó? Liệu cậu ta có nên rời đi và hy vọng rằng người bạn của mình có thể tự trốn thoát? Ngay khi cậu đang thử hỏi phải làm gì thì có một tiếng lách cách sau lưng. Cậu ta quay lại và thử tay nắm cửa nhưng nó vẫn bị khóa. Cậu ta nhìn xuống và thấy cái móc treo đồ. Có lẽ cậu ta sẽ thử thêm một lần nữa. Cậu ta cắm móc áo vào ổ khóa và mở được khóa gần như ngay lập tức. Cậu ta thử xoay tay nắm cửa và lần này cánh cửa mở ra. Cậu ta đứng đó nhìn qua cánh cửa nứt toác vào căn nhà tối om. Cậu sợ hãi nghĩ đến việc vào trong, nhưng cậu không thể để bạn mình ở đó. Nếu bạn cậu đang gặp khó khăn thì cậu phải cứu. Thu hết can đảm, cậu bước vào nhà và nhìn thấy điều tương tự mà bạn cậu đã thấy. Một căn phòng cũ đầy bụi. Cậu bước vào căn phòng đầy ánh nến và đứng hình. Có thứ gì đó đang ở giữa phòng. Đó là một chiếc ghế quay lưng lại với cậu, nhưng cậu có thể thấy ai đó đang ngồi trên đó. Nhưng khoan, đó có phải là bạn cậu không? Này, cậu ấy thì thầm lớn, nhưng bạn cậu không trả lời. Nào, hãy ra khỏi đây thôi. Vẫn không có phản hồi. Cậu ta bắt đầu đi phía người bạn của mình, nhưng dừng lại khi anh ta nghe thấy những âm thanh như tiếng bước chân từ căn phòng phía trên. Cậu ấy phải đưa bạn mình ra khỏi nơi này. Cậu ta liếc nhìn ra sau để đảm bảo rằng cửa vẫn đang được mở, trước khi bắt đầu lặng lẽ tiến về phía bạn mình một lần nữa. Cậu ấy đã tiến tới đủ gần để có thể đưa tay ra và lắc vai bạn mình, nhưng người bạn của cậu không có phản ứng. Cậu đi vòng ra phía trước chiếc ghế và nhìn thấy người bạn của mình, nhưng đó không phải là bạn của cậu ấy nữa. Nhìn chăm chăm vào cậu là hai hốc mắt trống rỗng. Miệng cậu bạn đã bị may lại bởi những mũi chỉ khâu thành một nụ cười toe toét kinh hoàng. Nhưng tệ nhất là những gì cậu ta nghe thấy, đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Privet, hồ sơ ngày hôm nay là một hồ sơ đặc biệt đến từ chi nhánh Nga của tổ chức SCP. Đó là SCP-198-RU, còn được gọi là nhà hát của những con rối sống. SCP-198-RU là một ngôi nhà 2 tầng nằm ở một thành phố nhỏ của Nga, có vẻ như được xây dựng theo phong cách Baroque, phổ biến vào thế kỷ thứ 17 và 18, với đặc trưng là các chi tiết hoa mỹ. Ngôi nhà có thể đã vài trăm năm tuổi và đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần quyết định phá vỡ ngôi nhà, nhưng không rõ vì lý do gì, những kế hoạch này luôn bị hủy bỏ hoặc bị trì hoãn vô thời hạn. Tất cả những cửa dẫn vào SCP-198-RU đều bị khóa và các cửa sổ đều được đóng kín bằng ván gỗ. Bất kỳ ai cố gắng làm hư hại ngôi nhà, thậm chí tháo các tấm ván ra khỏi cửa sổ, sẽ gặp phải một hiệu ứng bất thường kỳ lạ, buộc họ phải bảo vệ cấu trúc ngôi nhà và không gây hại cho nó. Hiệu ứng này chỉ hết khi đối tượng di chuyển ra xa nhà cách ít nhất 50 m. Cách duy nhất để vào SCP-198-RU là đi qua cánh cửa trước. Mặc dù nó đã được khóa, vẫn có thể dễ dàng mở ra mà không gây hại cho ngôi nhà và ngăn chặn tác động bất thường đối với đối tượng đang cố gắng vào cửa. Một khi ai đó đã vào nhà, họ sẽ thấy rằng cánh cửa được đóng lại và tự khóa lại. Sau đó, khóa sẽ không thể mở lại trong 1 giờ. Nội thất của ngôi nhà giống với ngoại thất, theo cùng một phong cách, dường như cũng được thiết kế theo một cách Baroque và trong tình trạng tồi tàn. Căn nhà khá tối vì không có đèn điện và tất cả các cửa sổ đều được đóng kín bằng ván, cản bớt ánh sáng bên ngoài. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn nến được đặt xung quanh ngôi nhà. Những ngọn nến này dường như thường xuyên được thay thế và thắp sáng trở lại khi chúng cháy hết. Có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi bên trong ngôi nhà, mặc dù căn phòng họ đang đến dường như đã thay đổi. Thực thể tạo ra âm thanh đã được phân loại là SCP-198-RU1 và người ta cho rằng nó cũng là thứ sắp đặt và thắp sáng lại các ngọn nến trong ngôi nhà, cũng như một số hiệu ứng bất thường khác. Chi nhánh Nga của tổ chức SCP lần đầu tiên biết đến hoạt động bất thường tiềm ẩn liên quan đến SCP-1098-RU sau khi nhiều thanh thiếu niên mất tích có liên quan đến địa điểm này. Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều người trong số bạn bè gia đình của họ cho biết địa điểm đến cuối cùng của họ trước khi mất tích rất gần với ngôi nhà theo phong cách Baroque, và một số đã bày tỏ mong muốn khám phá ngôi nhà trước khi họ biến mất. Cảnh sát địa phương cũng đã điều tra ngôi nhà này, điều này chỉ cần họ biến mất theo. Sau khi biết về hoạt động kỳ lạ liên quan đến ngôi nhà, tổ chức đã tiếp nhận cuộc điều tra, đưa ra một câu chuyện nhằm che đậy rằng các giáo phái toàn trị chịu trách nhiệm cho các vụ mất tích trong khi thuốc xóa trí nhớ cấp 3 được tiêm cho tất cả người thân của những thứ niêm mất tích. Tổ chức ngay lập tức bắt đầu điều tra ngôi nhà, nhưng rất cẩn trọng vì họ đã thấy mọi người có thể mất tích dễ dàng như thế nào khi vào bên trong. Trong chuyến khảo sát đầu tiên vào ngôi nhà, một robot điều khiển từ xa được gắn camera được gửi vào bên trong. Giống như khi một người bước vào, cánh cửa đóng sập lại và khóa chặt, nhưng camera của nó vẫn tiếp tục phát hình ảnh cho các nhà nghiên cứu bên ngoài. Khi robot khám phá các phòng của ngôi nhà, nó phát hiện ra điều gì đó đáng lo ngại hơn nhiều so với việc căn phòng được thắp nến. Trong một số căn phòng, người ta phát hiện ra những xác chết mà sau đó đã được xác định là một số thứ niêm mất tích. Tất cả các thi thể được tìm thấy đều bị cắt bỏ mắt và những sợi chỉ dày được khâu vào tay và chân của họ, như thể họ đã bị biến thành những con rối sống khổng lồ. Một số người trong số họ còn bị khâu ở vùng ngực và mặt. Các mũi khâu trên khuôn mặt dường như được thực hiện để buộc khuôn mặt họ có một biểu cảm nhất định, trong khi các mũi khâu ở ngực có thể cho thấy các cơ quan đã bị cắt bỏ. Không có dấu hiệu phân hủy nào xuất hiện. Mặc dù một số thi thể có thể đã ở đây nhiều tháng, một số đồ vật cũng được tìm thấy bên cạnh các thi thể, bao gồm dao phẫu thuật, kim, chỉ và ít nhất một con mắt giả. Đúng 1 giờ sau khi robot vào nhà, camera ngừng phát hình ảnh và mọi liên lạc đều bị mất. Trong chuyến khảo sát lần 2 vào ngôi nhà, tổ chức đã quyết định dùng con người vì cho rằng họ sẽ thu thập thông tin hiệu quả hơn robot. Một nhân viên cấp D được cấp một đèn pin, một máy quay và radio được cử đi thực hiện nhiệm vụ khử mang các vật thể khỏi ngôi nhà và xác định vị trí của robot ở nhiệm vụ nghiên cứu đầu tiên. Nhân viên cấp D bước vào ngôi nhà và các nhà nghiên cứu để ý rằng từ những gì họ có thể thấy trên video, sắp xếp trong ngôi nhà không thay đổi. Những ngọn nến vẫn hiện diện xung quanh căn phòng, mặc dù rõ ràng là chúng đã được thay thế bằng những ngọn nến mới. Khi nhân viên cấp D khám phá tầng đầu tiên của ngôi nhà, anh ấy báo cáo rằng có thể nghe thấy tiếng bước chân từ các phần khác nhau của ngôi nhà. Và trong một lần dường như anh ta có thể nghe thấy âm thanh đang phát ra từ một căn phòng mà anh ta vừa rời khỏi. Nhưng khi anh ta quay trở lại căn phòng đó thì lại không có ai. Anh ta không thể xác định vị trí của robot đã mất tích, nhưng lại tìm thấy những xác chết giống hệt như robot đã thấy. Các nhà nghiên cứu ra lệnh cho anh ta nhặt một trong những con dao phẫu thuật và thử mang nó ra khỏi nhà. Nhưng ngay khi anh ta nhặt nó lên, mọi liên lạc đều biến mất. Sau đó, nhiệm vụ thứ 3 vào ngôi nhà đã được tiến hành. Lần này là với một con robot khác được điều khiển từ xa. Con robot này tiên tiến hơn, được trang bị camera nhiệt và thiết bị ghi âm. Robot này cũng phù hợp hơn cho việc thám hiểm vì nó có khả năng leo cầu thang để tổ chức có thể tìm ra thứ gì trên tầng 2 của ngôi nhà kỳ lạ này. Robot vào nhà và lên tầng 2. Khi khám phá các căn phòng, nó phát hiện một căn phòng đặc biệt kỳ lạ dường như có chức năng làm xưởng may, với một lượng lớn chỉ, kim và các vật dụng may khác nằm rải rác trên nhiều bàn. Nhiều vết bẩn màu đỏ sẫm bao phủ nhiều bàn, nhưng không có thi thể nào được phát hiện trong căn phòng này. Robot tiếp tục khám phá tầng 2 và nhanh chóng phát hiện ra nhiều xác chết khác, hầu hết là các thanh thiếu niên bị mất tích. Cảnh sát đã biến mất, cũng như nhân viên cấp D mất tích. Tất cả họ đều mặc quần áo theo phong cách thế kỷ thứ 18 và đôi mắt của họ đã được loại bỏ và thay thế bằng mắt nhân tạo, tạo cho họ một đôi mắt thủy tinh. Những sợi chỉ dài và dày cũng được khâu vào tay và chân của họ. Thiết bị ghi âm trên robot đã ghi lại âm thanh giống như tiếng bước chân mà nhân viên cấp D đã báo cáo, nhưng camera nhiệt không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Các nhà nghiên cứu quyết định kết thúc thử nghiệm và bắt đầu hướng dẫn robot ra khỏi nhà, nhưng ngay khi nó ra đến cửa, kết nối đã bị mất và không thể xác định được vị trí của robot nữa. Một cuộc khảo sát cuối cùng vào ngôi nhà đã được phê duyệt. Lần này là sử dụng một nhân viên cấp D khác, có nhiệm vụ khám phá toàn bộ ngôi nhà, bao gồm cả tầng 2, trước khi cố gắng rời khỏi ngôi nhà. Nhân viên cấp D vào nhà như bình thường, nhưng ngay lập tức báo cáo rằng có một cảm giác kỳ lạ mà các nhân viên cấp D khác không hề đề cập đến. Anh ta nói với các nhà nghiên cứu đang theo dõi rằng anh ta bị đau đầu dữ dội và áp lực trong tai, và anh ta có thể nghe thấy giống như tiếng ai đó đang khóc trong một căn phòng khác. Không có thiết bị nào thu được tiếng khóc và nhân viên cấp D được lệnh điều tra thêm. Anh ta đến gần căn phòng mà anh ta khẳng định là có âm thanh phát ra, nhưng vẫn không phát hiện được gì trên thiết bị ghi âm. Anh ta được lệnh vào phòng và mặc dù anh ta có vẻ sợ hãi và miễn cưỡng, cuối cùng anh ta cũng thực hiện mệnh lệnh. Khi vào bên trong, anh ta cho biết đã nhìn thấy một cô gái trẻ mặc một chiếc váy theo phong cách thế kỷ 18. Cô gái vừa nhảy nhưng vừa khóc khi làm như vậy. Cũng giống như trên các xác chết được tìm thấy trong ngôi nhà trước đó, các sợi chỉ được kết nối với tay và chân của cô ấy, nhưng những sợi chỉ này được thắt chặt và kéo dài lên trần nhà. Nhân viên cấp D nhìn theo những sợi chỉ, nhưng chúng trong bóng tối, cứ như không có trần nhà mà chỉ là một khoảng trống đen như mực, nơi có thứ gì đó đang thao túng các sợi dây gắn vào cô gái, buộc cô phải nhảy. Không có hình ảnh nào trong số các hình ảnh được báo cáo bởi nhân viên cấp D có thể được nhìn thấy trên video, mà các nhà nghiên cứu đang xem. Từ phía họ thì anh ta đang nhìn chăm chăm vào một căn phòng trống. Tuy nhiên, nhân viên cấp D được lệnh tiếp tục theo dõi buổi biểu diễn kỳ lạ này, và sau 5 phút, tất cả các thiết bị liên lạc ngừng hoạt động. Video cũng bị mất nhưng âm thanh vẫn tiếp tục trong một vài giây nữa. Trong thời gian đó, có thể nghe thấy rõ ràng có tiếng vỗ tay. Nhân viên cấp D bắt đầu hét lên khi một giọng nam trầm nói một cụm từ bằng tiếng Latin: Adperficientisipritium, phải trả phí cho màn trình diễn. Không có dấu hiệu nào khác của nhân viên cấp D được tìm thấy. SCP-198-RU kể từ đó đã được rào lại để ngăn công chúng có thể vào đó. Một đội tuần tra gồm 4 nhân viên bảo vệ luôn túc trực, và bất kỳ ai cố gắng xâm nhập vào ngôi nhà đều sẽ bị giam giữ, thẩm vấn và xử lý xóa trí nhớ cấp B. Nghiên cứu bổ sung về SCP-1098-RU đang được tiến hành, nhưng cần có sự chấp thuận của ít nhất 2 thành viên hội đồng O5, và cho đến nay không có cuộc khảo sát nào tiếp theo bên trong tòa nhà dị thường này. Nó cũng đã được phân loại là Euclid. Vẫn chưa biết ai hoặc chính xác thực thể bên trong SCP-1098-RU là gì, nhưng nó đã được chỉ định là SCP-1098-RU, và một số người trong tổ chức đã gọi nó bằng biệt danh vua của những con rối. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn như SCP-026, cấm túc sau giờ học, là một địa điểm dị thường đáng sợ khác. Và hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.